Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đàm phán về một đột phá mới từ thương hiệu RAM, đó là chiếc RAM 1500 phiên bản 2025. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tính năng độc đáo và cải tiến mạnh mẽ trên mẫu xe này. Bắt đầu với điểm mạnh nổi bật nhất, động cơ. Chiếc RAM 1500-2025 mang đến hai động cơ mới hoàn toàn, thuộc họ động cơ Hurricane Twin Turbo của Stellantis. Đây không chỉ là những động cơ mạnh mẽ nhất trong phân khúc, mà còn mang lại hiệu suất tốt và hiệu quả nhiên liệu cao. Mẫu xe mới này không chỉ là một chiếc xe bền bỉ và mạnh mẽ, mà còn nổi bật với những tính năng hiện đại và sang trọng. Tính năng inverter tích hợp có thể tạo ra đến 2 kW, mang lại khả năng cung cấp điện ngay trên chiếc xe. RAM 1500-2025 có một phiên bản tungsten mới cực kỳ cao cấp, nâng cao tiêu chuẩn cho các mẫu xe pickup sang trọng. Tính năng này không chỉ làm tăng giá trị mà còn đặt ra một tiêu chuẩn mới về sang trọng trong phân khúc. Với sự ra mắt của tính năng Hands-Free Driving Assist, chiếc RAM 1500-2025 không chỉ là một chiếc xe mạnh mẽ mà còn là một bước tiến về phía tương lai tự lái. Với khả năng tự lái ở cấp độ 2+, chiếc xe này là một phần của hành trình tiến về một tương lai tự lái. RAM không chỉ cung cấp động cơ Hurricane mới, mà còn giữ nguyên các lựa chọn động cơ trước đó, bao gồm động cơ Pentastar V6 E-Torque. Điều này mang lại sự đa dạng cho người mua xe, với khả năng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của họ. RAM không chỉ chú trọng đến hiệu suất và tiện nghi, mà còn cam kết giảm lượng khí thải và hướng tới một tương lai không thải khí. Chiếc xe này là một phần quan trọng của kế hoạch chiến lược DEF Forward 2030 của Stellantis. Vậy là, đó là cái nhìn tổng quan về chiếc RAM 1500 phiên bản 2025 với động cơ Hurricane mạnh mẽ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like và đăng ký để theo dõi thêm nhiều đánh giá xe mới từ chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.